Thái tử nói kệ bảo nàng Diệu Đức rằng: vì thương xót chúng sanh, ta phát tâm Bồ Đề, ở trong vô lượng kiếp tu tập nhất thiết trí, trong vô lượng đại kiếp tịnh tu những nguyện hải, nhập địa và trừ chướng, đều trải vô lượng kiếp chỗ tam thế chư Phật, học lục ba la mật, đầy đủ hạnh phương tiện, thành tựu đạo Bồ Đề. Cõi cấu uế mười phương, ta sẽ đều nghiêm tịnh, tất cả nạn ác đạo ta sẽ khiến thoát hẳn. Ta sẽ dùng phương tiện rộng độ các quần sanh, khiến diệt tối ngu si, trụ nơi Phật trí đạo, sẽ cúng tất cả Phật, sẽ tịnh tất cả địa, khởi đại từ bi tâm, đều bỏ vật trong ngoài. Nàng thấy người đến xin hoặc sanh lòng tham thiết, tâm ta thường thích thí, nàng chớ trái lòng ta. Nếu thấy ta thí đầu, chớ có sanh buồn khổ. Nay ta bảo nàng trước, cho lòng nàng kiên cố, dẫn đến chặt tay chân, nàng chớ trách người xin. Nay nàng nghe lời ta, cần phải suy nghĩ kỹ. Tất cả vật sở hữu ta đều xả tất cả. Nếu nàng thuận lòng ta, ta sẽ toại ý nàng. Đồng nữ thưa với thái tử, kính dâng lời dạy của ngài. Đồng nữ liền nói kệ đáp lời thái tử: trong vô lượng kiếp hải, lửa địa ngục đốt thân, nếu ngài thương nạp tôi, cam tâm chịu khổ này, vô lượng chỗ thọ sanh, nát thân như di trần, nếu ngài thương nạp tôi, cam tâm thọ khổ này, vô lượng kiếp đầu đội, núi kim cang lớn rộng, nếu ngài thương nạp tôi, cam tâm thọ khổ này, vô lượng biển sanh tử, đem thịt tôi bố thí, chỗ ngài thành pháp vương, nguyện cho tôi cũng vậy, nếu ngài thương nạp tôi, cho tôi làm chủ đó, đời đời ngài bố thí, nguyện thường đem tôi thí, vì thương chúng sanh khổ mà phát tâm Bồ Đề, đã nhiếp chúng sanh rồi, cũng sẽ nhiếp thọ tôi chẳng cầu giàu sang, chẳng tham vui ngũ dục, chỉ vì cùng tu hành, nguyện dùng ngài làm chủ, mắt rộng dài sanh biết, từ mẫn nhìn thế gian, chẳng móng tâm diễn trước, quyết thành đạo Bồ Tát. Chỗ thái tử bước đi, đất mọc những bụi hoa, tất làm chuyển luân dương, xin ngài thương nạp tôi. Tôi vừa mộng thấy Phật, diệu pháp Bồ Đề tràng, Đức Phật ngồi dưới cây, vô lượng chúng dây quanh. Tôi mộng thấy Như Lai, thân như núi chân kim, tay Phật xoa đầu tôi, thức dậy lòng hoan hỷ. Trời quyến thuộc thuở xưa tên là Hỷ Quang Minh, trời đó vì tôi nói đạo tràng Phật xuất thế. Tôi từng nghĩ như vậy, nguyện thấy thân thái tử. Trời ấy bảo tôi rằng, nay nàng sẽ được thấy, chí nguyện trước của tôi hôm nay đều thành mãn, xin cùng ngài đồng đến cúng dường Đức Như Lai. Thái tử nghe danh hiệu Thắng Nhật Thân Như Lai, rất hoan hỷ muốn được thấy Phật. Thái tử đem 500 châu mani trải trên đồng nữ, ban mão Diệu Tạng Quang Minh Bửu và áo quả diệm mani bửu. Đồng nữ Diệu Đức lòng chẳng rung động, cũng không lộ vẻ mừng, chỉ chắp tay cung kính chiêm ngưỡng thái tử, mắt chẳng tạm rời. Bà Thiện Hiện ở trước thái tử nói kệ rằng: con tôi rất đoan chánh, thân công đức trang nghiêm, xưa nguyện thờ thái tử, nay đã được toại ý, trì giới có trí huệ, đầy đủ các công đức, khắp tất cả thế gian, tối thắng không ai bằng. Từ liên hoa quá sanh, chủng tánh không hèn xấu, thái tử đồng hạnh nghiệp, xa lìa tất cả lỗi. Con tôi thân nhu duyến, dường như lụa cõi trời, tay nàng rờ chạm đến, bệnh đau đều trừ diệt, lỗ long phát hương thơm, ngào ngạt không gì bằng. Nếu ai được ngửi đến, đều ở nơi tịnh giới, màu da như chơn kim, ngồi ngay trên hoa đài, chúng sanh nếu được thấy, hết quán phát tâm từ, lời nói rất dịu dàng, ai nghe cũng hoan hỷ. Chúng sanh nếu được nghe, đều rời những ác nghiệp, tâm tịnh không dứt nhơ, xa lìa những xiểm khúc, xứng tâm mà phát ngôn, người nghe đều hoan hỷ, điều nhu lòng hổ thẹn, cung kính bậc tôn túc, không tham cũng không dối. Thương xót các chúng sanh, lòng con tôi chẳng ỷ sắc tướng và quyến thuộc, chỉ dùng tâm thanh tịnh cung kính tất cả Phật. Lúc đó thái tử và nàng Diệu Đức
đem 1.000 thị nữ cùng quyến thuộc ra khỏi giường Hương Nha, đến đạo tràng Pháp Vân Quang Minh, xuống xe đi bộ đến chỗ Đức Phật. Thấy Đức Phật thắng nhật, thân đoan nghiêm tịch tịnh, căn thân điều thuận, trong ngoài đều thanh tịnh, như ao đại lâm không có cặn nhơ. Thái tử và quyến thuộc sanh lòng kính tinh vui mừng hớn hở, đảnh lễ chân Đức Phật, hữu nhiễu vô số dòng. Thái tử và nàng Diệu Đức mỗi người cầm 500 bông sen báo cúng dường Đức Phật. Thái tử vì Phật mà kiến tạo 500 tinh xá bằng gỗ thơm, trang nghiêm với những diệu bửu, sen châu mani. Đức Phật thuyết kinh Phổ Nhãn Đăng Môn. Thái tử nghe xong, ở trong tất cả pháp được tam muội hải, như là phổ chiếu nhất thiết Phật nguyệt hải tam muội, phổ chiếu tam thế tạng tam muội, hiện kiến nhất thiết Phật đạo tràng tam muội, phổ chiếu nhất thiết chúng sanh tam muội, phổ chiếu nhất thiết thế gian trí đăng tam muội, phổ chiếu nhất thiết chúng sanh canh trí đăng tam muội, cứu hộ nhất thiết chúng sanh văn minh dân tam muội, phổ chiếu nhất thiết chúng sanh đại minh đăng tam muội, diễn nhất thiết Phật pháp luân tam muội, cụ túc phổ hiền thanh tịnh hạnh tam muội. Nàng Diệu Đức được năng thắng hải tạng tam muội, trọn chẳng thối chuyển nơi vô thượng bồ đề. Thái tử và Diệu Đức cùng quyến thuộc đảnh lễ chân Phật, hữu nhiễu vô số dòng từ tạ trở về cung, tâu cùng phụ vương rằng: Đức thắng nhật thân Như Lai gần đây xuất thế thành đẳng chánh giác tại đạo tràng bồ đề Pháp Vân Quang Minh nơi vườn Hương Nha. Phụ vương hỏi thái tử: Ai nói cho con hay sự ấy? Thái tử tâu: Nàng cụ túc Diệu Đức nói cho con hay, và chúng con đã đến đảnh lễ cúng dường Đức Phật. Phụ vương hoan hỷ vô lượng như người nghèo được của báo. Nhà vua tự nghĩ: Đức Phật là vô thượng bổ khó được gặp, nếu được thấy Phật thời dứt hẳn sự sợ ác đạo. Đức Phật như y dương trị lành tất cả bệnh phiền não, có thể cứu tất cả khổ lớn sanh tử. Đức Phật như đạo sư có thể làm cho chúng sanh đến nơi an ổn rốt ráo. Nhà vua suy nghĩ xong, liền hội chư tiểu vương, các quan quyến thuộc và các sắc đế lợi Bà La Môn cùng tất cả quốc dân. Nhà vua tuyên bố thối vị nhường ngôi cho thái tử. Sau khi làm lễ quán đảnh cho thái tử, quốc vương tài chủ cùng một vạn người đến chỗ Đức Phật đảnh lễ nơi chân Đức Phật, hữu nhiễu vô số dòng, rồi cùng quyến thuộc lui ngồi một phía. Đức thắng nhật thân Như Lai quán sát quốc vương và đại chúng, rồi phóng bạch hào quang minh tên là nhất thiết thế gian tâm đăng chiếu khắp vô lượng thế giới mười phương. Quang minh ấy dừng ở trước tất cả thế chủ, thị hiện Như Lai bất khả tư nghị đại thần thông lực, làm cho tất cả kẻ đáng được quá độ thân tâm thanh lương. Lúc đó Đức Như Lai hiện thân siêu xuất tất cả thế gian, dùng viên mãn âm dì khắp đại chúng mà nói Đà La Ni tên là nhất thiết pháp nghĩa ly ám đăng, có Phật sát di trần số Đà La Ni làm quyến thuộc. Quốc vương nghe xong liền được đại trí quang minh. Trong chúng hội có Diêm Phù Đề di trần số Bồ Tát, đồng thời chứng được muôn Đà La Ni này. 60 vạn na do tha người sạch thủ lậu tâm được giải thoát, 10.000 chúng sanh xa lìa trần cấu được pháp nhãn tịnh, vô lượng chúng sanh phát tâm bồ đề. Đức Phật lại hiện thần biến khắp mười phương vô lượng thế giới, diễn pháp tam thừa quá độ chúng sanh. Quốc vương tự nghĩ: Nếu tại gia ta chẳng thể chứng được diệu pháp như vậy, nếu ta xuất gia tu học bên Phật thời sẽ được thành tựu. Suy nghĩ xong, quốc vương đến bạch Phật xin xuất gia. Đức Phật hứa khả. Quốc vương tài chủ cùng một vạn quyến thuộc đồng xuất gia. Không bao lâu, nhà vua và quyến thuộc đồng thành tựu nhất thiết pháp nghĩa ly ám đăng Đà La Ni và các môn tam muội như trên, lại được Bồ Tát mười môn thần thông, lại được Bồ Tát vô biên biện tài, lại được Bồ Tát vô ngại tịnh thân đến chỗ chư Phật mười phương để nghe pháp, làm đại pháp sư diễn nói diệu pháp. Quốc vương lại dùng thần lực đến mười phương thế giới tùy tâm chúng sanh mà vì hiện thân, tán thán Phật xuất thế, nói bổn hạnh của Phật, bày bổn duyên của Phật, tán dương thần lực tự tại của Như Lai, hộ trì Phật pháp.
Thái tử ở tại Kim Điện, đúng ngày rằm, Thất Bửu tự hiện đầy đủ. Một là Luân Bửu tên là Vô Ngại Hành, hai là Tượng Bửu tên là Kim Cang Thân, ba là Mã Bửu tên là Tóc Tật Phong, bốn là Châu Bửu tên là Quang Tạng, năm là Nữ Bửu tên là Cụ Túc Diệu Đức, sáu là Tạng Thần Bửu tên là Đại Tài, bảy là Chủ Binh Bửu tên là Ly Cấu Nhãn. Đã đủ bảy báo, Thái tử làm chuyển Luân Dương cai trị Diêm Phù Đề, nhân dân được an lạc. Luân Dương có ngàn dương tử đoan chánh dũng kiện, có thể dẹp quán địch. Trong Diêm Phù Đề có 80 dương thành, trong mỗi thành có 500 tăng phường. Mỗi tăng phường đều lập tinh xá cao rộng xinh đẹp, trang nghiêm với những diệu bửu. Mỗi dương thành đều thỉnh Đức Thắng Nhật Thân Như Lai đến để cúng dường. Lúc nhập thành, Đức Như Lai hiện đại thần lực, khiến vô lượng chúng sanh gieo những căn lành, vô lượng chúng sanh tâm được thanh tịnh, thấy Phật quan hỷ, phát tâm Bồ Đề, khởi lòng đại bi lợi ích chúng sanh, siêng tu Phật Pháp, chứng nhập thật nghĩa, trụ nơi Pháp tánh, rõ Pháp bình đẳng, được tam thế trí bình đẳng, xem xét tam thế, biết tất cả Phật thứ đệ xuất thế thuyết Pháp độ sanh, phát Bồ Tát nguyện, nhập Bồ Tát đạo, biết Như Lai Pháp, thành tựu Pháp hải, có thể khắp hiện thân, khắp tất cả cõi. Biết căn tánh dục lạc của chúng sanh, khiến họ phát khởi chí nguyện dứt thiết trí. Nàng Cù Ba bảo Thiện Tài rằng: Này Thiện Nam Tử, xưa kia Thái tử được ngôi chuyển Luân Dương cúng dường Đức Phật Thắng Nhật Thân Như Lai, chính là Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn hiện nay, Quốc Dương Tài Chủ thuở xưa, nay là Đức Bửu Hoa Phật, hiện ngự đạo tràng, hiện nhất thiết thế chủ thân ở thế giới Viên Mãn Quang. Trong thế giới chủng phổ hiện tam thế ảnh Ma Ni Dương, tại thế giới hải hiện pháp giới hư không ảnh Tượng Dân, cách đây về phương đông quá thế giới hải Di Trần số cõi Phật. Có bất khả thuyết Phật sát Di Trần số chúng Bồ Tát dây quanh nghe pháp. Lúc Bửu Hoa Như Lai tu Bồ Tát hạnh, Đức Phật nghiêm tịnh thế giới hải này. Nơi đây chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai xuất thế đều là những vị do Bửu Hoa Như Lai, lúc còn làm Bồ Tát, giáo hóa kiến pháp tâm vô thượng Bồ Đề. Bà Thiện Hiện, thân mẫu của đồng nữ Diệu Đức, nay là thân mẫu của ta, bà Thiện Mục đấy. Quyến thuộc của nhà vua xưa kia, nay là chúng hội của Đức Như Lai, đều tu hành đủ những hạnh phổ hiền, thành mãn đại nguyện, dầu hằng ở tại đạo tràng của Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, mà có thể hiện khắp tất cả thế gian, trụ Bồ Tát bình đẳng tam muội, thường được hiện thấy tất cả chư Phật, đều nghe lãnh được pháp luân của tất cả Như Lai, đều được tự tại nơi tất cả pháp, tiếng đồn khắp các Phật độ, đến chỗ tất cả đạo tràng, hiện trước tất cả chúng sanh, tùy nghi giáo hóa điều phục, tu Bồ Tát đạo tận vị lai kiếp không gián đoạn, thành mãn những thệ nguyện quảng đại của Phổ Hiền. Này Thiện Nam Tử, nàng Diệu Đức xưa kia chính là thân ta ngày nay. Đức Thắng Nhật Thân Như Lai diệt độ, sau đó trong thế giới ấy có 60 ức trăm ngàn Na Do Tha Đức Phật xuất thế, ta cùng Luân Dương đều kính thờ cúng dường. Tối Sơ Phật hiệu là Thanh Tịnh Thân, theo thứ đệ có Phật Nhất Thiết Ký Nguyệt Quang Minh Thân, Phật Diêm Phù Đàn Kim Quang Minh Dương, Phật Chư Tướng Trang Nghiêm Thân, Phật Diệu Nguyệt Quang, Phật Trí Quán Tràng, Phật Đại Trí Quang, Phật Kim Cang Na La Diên Tinh Tấn, Phật Trí Lực Vô Năng Thắng, Phật Phổ An Tường Trí, Phật Ly Cấu Thắng Trí Dân, Phật Sư Tử Trí Quang Minh, Phật Quang Minh Kế, Phật Công Đức Quang Minh Tràng, Phật Trí Nhật Tràng, Phật Bửu Liên Hoa Khai Phu Thân, Phật Phước Đức Nghiêm Tịnh Quang, Phật Trí Diệm Dân, Phật Phổ Chiếu Nguyệt, Phật Trang Nghiêm Cái Diệu Âm Thanh, Phật Sư Tử Dũng Mãnh Trí Quang Minh, Phật Pháp Giới Nguyệt, Phật Hiện Hư Không Ảnh Tượng Khai Ngộ Chúng Sanh Tâm, Phật Hằng Cứu Tịch Diệt Hương, Phật Phổ Chấn Tịch Tịnh Âm, Phật Cam Lộ Sơn, Phật Pháp Hải Âm, Phật Kiên Cố Võng, Phật Ảnh Kế Như Lai, Phật Nguyệt Quang Hào, Phật Biện Tài Khẩu, Phật Giác Hoa Trí, Phật Bửu Diệm Sơn,
Phật Công Đức Tinh, Phật Bửu Nguyệt Tràng, Phật Tam Muội Thân, Phật Bửu Quang Dương, Phật Phổ Trí Hành, Phật Diệm Hải Đăng, Phật Ly Cấu Pháp Âm Dương, Phật Du Tỷ Đức Danh Xưng Tràng, Phật Tu Tí, Phật Bổn Nguyện Thanh Tịnh Nguyện, Phật Chiếu Nghĩa Đăng, Phật Thâm Diễn Âm, Phật Tỳ Lô Giá Na Thắng Tạm Dương, Phật Chư Thừa Tràng, Phật Pháp Hải Diệu Liên Hoa. Có 60 ức trăm ngàn Na Do Tha Đức Phật như vậy xuất thế trong thế giới ấy, ta đều kính thờ cúng dường. Tối hậu Phật hiệu là Quảng Đại Giải, nơi Đức Phật này ta được trí nhãn thanh tịnh. Lúc đó Đức Phật Quảng Đại Giải vào thành Giáo Hóa, ta làm Dương Phi, cùng quốc dương kính lễ Phật, đem những diệu vật dâng lên cúng dường. Nghe Đức Phật nói pháp môn xuất sanh nhất thiết Như Lai Đăng, ta liền chứng được muôn giải thoát, quán sát nhất thiết Bồ Tát Tam Muội Hải cảnh giới. Này thiện nam tử, khi ta được muôn giải thoát này, cùng với Bồ Tát trong Phật sát di trần số kiếp sinh năng tu tập, kính thờ cúng dường vô lượng chư Phật, hoặc trong một kiếp kính thờ một Đức Phật, hoặc hai hoặc ba, hoặc bất khả thuyết Đức Phật, hoặc gặp Phật sát di trần số Đức Phật, ta đều thân cận kính thờ cúng dường, mà chưa biết được thân hình sắc mạo thân nghiệp tâm hành trí huệ cảnh giới tam muội của Bồ Tát. Này thiện nam tử, nếu có chúng sanh được thấy Bồ Tát tu hạnh Bồ Đề, hoặc nghi hoặc tin, Bồ Tát đều dùng những phương tiện thế gian, suốt thế gian để nhiếp thủ họ, dùng họ làm quyến thuộc, khiến họ không thối chuyển nơi vô thượng Bồ Đề. Này thiện nam tử, nơi Đức Phật Quảng Đại Giải, sau khi được muôn giải thoát này, ta cùng Bồ Tát chung tu tập trong thời gian trăm Phật sát di trần số kiếp. Trong những kiếp ấy, có bao nhiêu Đức Phật xuất thế, ta đều thân cận kính thờ cúng dường, nghe Phật thuyết pháp đọc tụng thọ trì. Ở chỗ chư Như Lai đó, ta được những môn giải thoát này, biết những tâm thế, nhập những sát hải, thấy chư Phật thành đẳng chánh giác, vào những chúng hội, phát những đại nguyện của Bồ Tát, tu những diệu hạnh của Bồ Tát, được những giải thoát của Bồ Tát, nhưng chưa biết được môn phổ hiền giải thoát mà Bồ Tát đã được. Tại sao vậy? Vì môn phổ hiền giải thoát của Bồ Tát như thái hư không, như tên của chúng sanh, như tam thế hải, như thập phương hải, như pháp giới hải, vô lượng vô biên. Môn phổ hiền giải thoát của Bồ Tát đồng với cảnh giới của Như Lai. Này thiện nam tử, trong Phật sát di trần số kiếp, ta quán thân Bồ Tát không biết nhàm. Như người đa dục, nam nữ hội hợp ái nhiễm nhau, sanh vô lượng vọng tưởng. Cũng vậy ta quán thân của Bồ Tát, nơi mỗi lỗ chân lông, mỗi niệm thấy vô lượng vô biên thế giới rộng lớn, những sự an trụ trang nghiêm, hình trạng, những núi, đất, mây, danh hiệu, Phật xuất thế, những đạo tràng chúng hội, diễn thuyết những khế kinh, những sự quán đảnh, các thừa, những phương tiện, những thanh tịnh. Lại mỗi niệm nơi mỗi lỗ lông của Bồ Tát thường thấy vô biên Phật hải, những sự ngồi đạo tràng, những thần biến, thuyết pháp, thuyết kinh hằng không gián đoạn. Lại nơi mỗi lỗ chân lông của Bồ Tát thấy vô biên chúng sanh hải, những trụ xứ, hình mạo, tác nghiệp, căn tánh. Lại nơi mỗi lỗ chân lông của Bồ Tát thấy vô biên công hạnh của tam thế Bồ Tát, vô biên nguyện quảng đại, vô biên bậc sai biệt, vô biên ba la mật, vô biên sự thuở xưa, vô biên môn đại từ, vô biên mây đại bi, vô biên tâm đại hỷ, vô biên phương tiện nhiếp thủ chúng sanh. Này thiện nam tử, trong Phật sát di trần số kiếp, mỗi niệm xem thấy nơi mỗi chân lông của Bồ Tát như vậy, chỗ đã đến không còn lại đến, chỗ đã thấy không còn lại thấy, tìm biên tế đó trọn không thể được. Nhẫn đến thấy thái tử Tất Đạt ở trong hoàng cung, thể nữ dây quanh, ta dùng sức giải thoát xem nơi mỗi chân lông của Bồ Tát, thấy tất cả sự trong tam thế pháp giới. Này thiện nam tử, ta chỉ được môn giải thoát quán sát Bồ Tát Tam Muội Hải này, như chư đại Bồ Tát rốt ráo vô lượng những phương tiện hải, vì tất cả chúng sanh mà hiện tùy loại thân, vì tất cả chúng sanh mà nói tùy lạc hạnh. Nơi mỗi chân lông hiện vô biên sắc tướng hải, biết các pháp tánh lấy vô tánh làm tánh, biết tánh chúng sanh đồng tướng hư không, chẳng có phân biệt,
biết thần lực của Phật đồng với Như Như, khắp tất cả chỗ thị hiện vô biên cảnh giới giải thoát. Trong mỗi niệm có thể tự tại nhập pháp giới quảng đại, du hí tất cả pháp môn của các bậc Bồ Tát. Ta thế nào biết được, nói được công đức hạnh đó? Này thiện nam tử, trong thế giới này có Phật mẫu Ma Gia. Người đến đó hỏi Bồ Tát thế nào, học Bồ Tát hạnh ở trong thế gian không nhiễm trước, cúng dường chư Phật không thôi nghĩ, tu Bồ Tát nghiệp trọn chẳng thối chuyển, lìa tất cả chướng ngại nhập Bồ Tát giải thoát, chẳng do người khác mà trụ tất cả Bồ Tát đạo, đến chỗ tất cả Như Lai, nhiếp tất cả chúng sanh giới, tận kiếp vị lai tu Bồ Tát hạnh, phát đại thừa nguyện, tăng trưởng thiện căn cho tất cả chúng sanh thường không thôi nghĩ. Bấy giờ, nàng Thích Ca Cù Ba muốn tuyên lại nghĩa giải thoát này, thừa thần lực của Phật mà nói kệ rằng: Nếu ai thấy Bồ Tát tu hành những công hạnh, khởi tâm thiện bất thiện, Bồ Tát đều nhiếp thủ, thuở lâu xa về trước, quá tâm sát trần kiếp, có kiếp tên Thanh Tịnh, thế giới tên Quang Minh, kiếp này Phật xuất thế, 60.000 muôn ức, Đức Như Lai tối hậu, hiệu là Pháp Tràng Đăng. Sau khi Phật Niết Bàn, có vua tên Trí Sơn, thống lãnh Diêm Phù Đề, thần phục không quán địch, có 500 dương tử, thân đoan chánh chủng kiện, tất cả đều thanh tịnh, ai thấy cũng hoan hỷ, quốc dương và dương tử, kính tinh cúng dường Phật, hộ trì Phật Pháp Tạng, cũng thích riêng tu tập. Thái tử tên Thiện Quang, thanh tịnh nhiều phương tiện, thân tướng đều viên mãn, người thấy không biết nhàm, 500 ức người câu hội, xuất gia cùng học đạo, dũng mãnh rất tinh tấn, hộ trì Phật chánh pháp, dương đô tên Trí Thọ, ngàn ức thành bao quanh, có rừng tên Tịnh Đức, nhiều châu báu trang nghiêm, Thiện Quang ngụ rừng này, tuyên thuyết Phật chánh pháp, sức biện tài trí huệ, khiến chúng đều thanh tịnh. Có lúc nhân khất thực, vào dương đô Trí Thọ, đi đứng rất an tường, tâm chánh tri chẳng loạn. Trong thành có cư sĩ, hiệu là Thiện Danh Xưng, ta là con gái ông, tên là Tịnh Nhật Quang. Ta ở trong đô thành, gặp Thái tử Thiện Quang, thấy thân tướng đoan nghiêm, lòng ta sanh biến mến. Khi ngài cất nhà ta, lòng ta càng ái nhiễm, liền cởi ngay chuỗi ngọc, chân châu để vào bát, dầu dị tâm ái nhiễm, cúng dường Phật tử ấy, 250 kiếp cũng chẳng đọa ác đạo, hoặc sanh nhà thiên dương, hoặc làm con nhân dương. Hằng gặp ngài Thiện Quang, thấy thân tướng diệu nghiêm, sau đó quá 250 kiếp tế tiếp, ta sanh nhà thiện hiện, tên cụ Túc Diệu Đức. Ta được thấy Thái tử, sanh lòng rất tôn trọng, muốn được theo hầu hạ, may mắn được nạp thọ. Ta cùng với Thái tử đến lễ Phật Thắng Nhật, cung kính cúng dường xong, ta phát tâm Bồ Đề. Ở trong một kiếp đó, có 60 ức Phật, Đức Thế Tôn tối hậu, hiệu là Quảng Đại Giải, ta được thanh tịnh nhãn, biết rõ các pháp tướng, thấy khắp chỗ thọ sanh, trừ hẳn tâm điên đảo, ta được muôn giải thoát, Quán Bồ Tát Tam Muội, một niệm nhập mười phương, bất tư nghì sát hải. Ta thấy các thế giới, tịnh quế nhiều sai khác, nơi tịnh chẳng tham mưa, nơi quế chẳng ghét bỏ. Thấy khắp các thế giới, Đức Phật ngồi đạo tràng, đều ở trong một niệm, phóng vô lượng quang minh, một niệm vào được khắp, bất khả thuyết chúng hội, cũng biết những tam muội của chúng hội đã được, một niệm đều biết rõ, những hạnh nguyện quảng đại, cùng vô lượng phương tiện của tất cả chúng hội, ta quán thân Bồ Tát, vô biên kiếp tu hành, mỗi mỗi lỗ chân lông, cầu đó chẳng thể được, nơi mỗi mỗi chân lông, hiện bất khả thuyết cõi, địa thủy quả phong luân, đều đủ cả trong đó. Bao nhiêu sự kiến lập, bao nhiêu thứ hình trạng, bao nhiêu thân danh hiệu, vô biên thứ trang nghiêm, ta thấy các sát hải, bất khả thuyết thế giới, cũng thấy Phật trong đó. Thuyết pháp dạy chúng sanh, chẳng biết thân Bồ Tát
và tất cả thân nghiệp, cũng chẳng biết tâm trí hành đạo trong nhiều kiếp. Thiện tài đồng tử đảnh lễ chân nàng Thích Ca Cù Ba, hữu nhiễu vô số dòng từ tạ mà đi. Thiện tài nhất tâm muốn đến chỗ Ma Gia Phu Nhân, tức thời chứng được trí quán Phật cảnh giới. Thiện tài tự nghĩ rằng, thiện tri thức này xa lìa thế gian an trụ, nơi vô sở trụ, siêu quá sáu trần, lìa tất cả chấp trước, biết đạo vô ngại, đủ pháp thân thanh tịnh, dùng nghiệp như quyển mà hiện hóa thân, dùng trí như quyển mà quán thế gian, dùng nguyện như quyển mà gìn giữ thân Phật. Theo thân ý thân, không thân sanh diệt, không thân lai khứ, chẳng phải thân hư thiệt, thân chẳng biến hoại, thân không khởi tận. Có bao nhiêu tướng đều là thân một tướng, thân rời hai bên, thân không chỗ tựa nương, thân vô cùng tận, thân như ảnh hiện rời phân biệt. Biết thân như mộng, như tượng trong gương, thân như tịnh nhật, thân hóa hiện khắp mười phương, thân ở tam thế không đổi khác, thân chẳng phải thân tâm, dường như hư không, chỗ đi vô ngại siêu thế gian nhãn, chỉ tịnh nhãn của Phổ Hiền mới thấy được. Hạng người như vậy cho làm sao được thân cận, để kính thờ cúng dường, để được cùng ở hầu quán sát dung mạo, nghe tiếng nói, suy nghĩ lời dạy và nhận lãnh. Bấy giờ có chủ thành thần tên là Bửu Nhãn, quyến thuộc dây quanh hiện thân trên không, trung tay cầm những bủ hoa nhiều màu trải trên mình Thiện Tài mà bảo rằng: Này thiện nam tử, phải giữ gìn tâm thành, nghĩa là chẳng tham tất cả cảnh giới. Phải trang nghiêm tâm thành, nghĩa là chuyên ý xu cầu Phật thập lực. Phải tịnh trị tâm thành, nghĩa là dứt hẳn bỏn sẻn ganh ghét vô bợ phỉnh dối. Phải thanh lương tâm thành, nghĩa là tư duy thiệt tánh của tất cả pháp. Phải tăng trưởng tâm thành, nghĩa là làm xong tất cả pháp trợ đạo. Phải nghiêm sức tâm thành, nghĩa là tạo lập cung điện thiền định giải thoát. Phải chiếu diệu tâm thành, nghĩa là vào khắp tất cả Phật đạo tràng, nghe lãnh pháp Bát Nhã Ba La Mật. Phải tăng ích tâm thành, nghĩa là diệt khắp tất cả Phật phương tiện đạo. Phải kiên cố tâm thành, nghĩa là hằng siêng tu tập hạnh nguyện Phổ Hiền. Phải phòng hộ tâm thành, nghĩa là thường chuyên ngăn ngừa ác hữu và ma quân. Phải rộng suốt tâm thành, nghĩa là khai dẫn tất cả ánh sáng Phật trí. Phải khéo bồi bổ tâm thành, nghĩa là nghe lãnh tất cả Phật pháp. Phải phò trợ tâm thành, nghĩa là thâm tín tất cả Phật công đức hải. Phải quảng đại tâm thành, nghĩa là đại từ đến khắp tất cả thế gian. Phải khéo chia đậy tâm thành, nghĩa là tích tập những thiện pháp để đậy trên tâm. Phải rộng rãi tâm thành, nghĩa là đại bi thư xót tất cả chúng sanh. Phải mở cửa tâm thành, nghĩa là đem tất cả sở hữu tùy nghi bố thí giúp đỡ. Phải giữ kín tâm thành, nghĩa là phòng những ác dục chẳng cho vào. Phải nghiêm túc tâm thành, nghĩa là đuổi những pháp ác chẳng cho ở chung. Phải quyết định tâm thành, nghĩa là tích tập tất cả pháp trợ đạo hằng không thối chuyển. Phải an lập tâm thành, nghĩa là chánh niệm cảnh giới của tam thế tất cả Như Lai. Phải sáng bóng tâm thành, nghĩa là thông suốt tất cả những pháp môn, những duyên khởi trong khế kinh của chư Phật đã tuyên thuyết. Phải bộ phận tâm thành, nghĩa là hiểu thị khắp tất cả chúng sanh cho họ được thấy đạo nhất thiết trí. Phải trụ trì tâm thành, nghĩa là phát những đại nguyện hải của tất cả tam thế chư Như Lai. Phải phú quý tâm thành, nghĩa là chứa nhóm tất cả phước đức lớn cùng khắp pháp giới. Phải làm cho tâm thành sáng rõ, nghĩa là biết khắp những pháp căn dục của chúng sanh. Phải làm cho tâm thành tự tại, nghĩa là diệt khắp tất cả thập phương pháp giới. Phải làm cho tâm thành thanh tịnh, nghĩa là chánh niệm tất cả chư Phật Như Lai. Phải biết tự tánh của tâm thành, nghĩa là biết tất cả pháp đều không tự tánh. Phải biết tâm thành như quyển, nghĩa là dùng nhất thiết trí biết rõ những pháp tánh. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát nếu có thể tịnh tu tâm thành như vậy, thời có thể tích tập tất cả thiện pháp. Tại sao vậy? Vì trừ bỏ tất cả những chướng nạn, những là chướng thấy Phật, chướng nghe pháp, chướng cúng dường Như Lai, chướng nhiếp chúng sanh, chướng tịnh Phật độ. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát do lìa những chướng nạn như vậy,
Nếu phát tâm mong cầu thiện tri thức, chẳng cần dùng công lực, bèn được thấy nhẫn đến rốt ráo tất sẽ thành Phật. Bây giờ có thân chúng thần tên là Liên Hoa Pháp Đức và Diệu Hoa Quang Minh, vô lượng chư thần vây quanh sau trước ra khỏi đạo tràng, dừng ở không trung trước mặt Thiện Tài, dùng diệu âm thanh ca ngợi. Maya phu nhân từ bông tai phóng lưới quang minh vô lượng sắc tướng chiếu khắp vô biên thế giới mười phương, cho Thiện Tài thấy tất cả chư Phật. Lưới quang minh đó hữu nhiễu thế gian giáp một vòng, rồi xoay về chiếu đỉnh đầu Thiện Tài và vào khắp lỗ lông trên thân Thiện Tài. Liền đó Thiện Tài chứng được tịnh quang minh nhãn và lìa hẳn tất cả tối ngu si, được ly ế nhãn vì có thể rõ tánh của tất cả chúng sanh, được ly cấu nhãn vì có thể quán tất cả môn pháp tánh, được tịnh huệ nhãn vì có thể quán tánh tất cả Phật độ, được tỳ lô giá na nhãn vì thấy pháp thân Phật, được phổ quang minh nhãn vì thấy thân Phật bình đẳng bất tư nghì, được vô ngại quang nhãn vì quán sát tất cả sát hải thành hoại, được phổ chiếu nhãn vì thấy thập phương Phật khởi đại phương tiện chuyển chánh pháp luân, được phổ cảnh giới nhãn vì thấy vô lượng Phật dùng sức tự tại điều phục chúng sanh, được phổ kiến nhãn vì thấy tất cả cõi chư Phật xuất thế. Bây giờ có La Sát Quỷ Dương thủ hộ pháp đường của Bồ Tát tên là Thiện Nhãn, cùng quyến thuộc một dạng La Sát Câu Hội ở không trung, dùng những hoa đẹp rải trên mình Thiện Tài mà nói rằng: Này Thiện Nam Tử, Bồ Tát thành tựu mười pháp thời được thân cận chư thiện trí thức, đây là mười pháp: tâm thanh tịnh rời những vua bợ phỉnh dối, đại bi bình đẳng nhiếp khắp chúng sanh, biết các chúng sanh không có thiệt, xu hướng nhất thiết trí tâm không thối chuyển, dùng sức tính giải vào khắp tất cả Phật đạo tràng, được tịnh huệ nhãn rõ các pháp tánh, đại từ bình đẳng che chở khắp chúng sanh, dùng trí quang minh chiếu rộng những vọng cảnh, dùng mưa cam lộ xối sanh tử nóng, dùng mắt quảng đại soi suốt các pháp, tâm thường tùy thuận chư thiện tri thức. Lại này Thiện Nam Tử, Bồ Tát thành tựu mười môn tam muội thời thường hiện thấy chư thiện tri thức, đây là mười môn tam muội: thanh tịnh luân pháp không tam muội, quán sát thập phương hải tam muội, nơi tất cả cảnh giới chẳng rời bỏ chẳng tổn giảm tam muội, thấy khắp tất cả Phật xuất thế tam muội, nhóm tất cả tạng công đức tam muội, tâm hằng chẳng bỏ thiện tri thức tam muội, thường thấy tất cả thiện tri thức sanh Phật công đức tam muội, thường chẳng rời tất cả thiện tri thức tam muội, thường cúng dường tất cả thiện tri thức tam muội, thường không lỗi lầm ở chỗ tất cả thiện tri thức tam muội. Này Thiện Nam Tử, Bồ Tát thành tựu mười muôn tam muội này thời thường được thân cận chư thiện tri thức, lại được muôn tam muội thiện tri thức chuyển tất cả Phật pháp luân, được muôn tam muội này rồi thời đều biết chư Phật thể tánh bình đẳng, gặp thiện tri thức mọi nơi. Thiện Tài ngước nhìn không trung mà thưa rằng: Lành thay, lành thay, ngài vì thương xót nhiếp thọ tôi mà phương tiện dạy cho tôi pháp thấy thiện tri thức, xin ngài vì tôi mà chỉ bảo thế nào đến chỗ thiện tri thức, tìm thiện tri thức ở chỗ nào. La Sát Dương nói: Này Thiện Nam Tử, ngươi nên đảnh lễ khắp mười phương để cầu thiện tri thức, nên chánh niệm tư duy tất cả cảnh giới để cầu thiện tri thức, nên dũng mãnh tự tại du hành khắp mười phương để cầu thiện tri thức, nên quán thân quán tâm như mộng như ảnh để cầu thiện tri thức. Thiện Tài y lời làm theo, tức thời thấy đại bủ Liên Hoa từ đất giọt lên, cộng bằng kim cang, diệu bủ làm tạng, mani làm cánh, quang minh bủ dương làm đài, hương báo nhiều màu làm tua, vô số lưới báo giăng che phía trên. Trên đài sen báo ấy có lâu cát đẹp lạ tên là Phổ Nạp Thập Phương Pháp Giới Tạng Trang Nghiêm, nền bằng kim cang, ngàn cột nghi hàng đều bằng mani bủ, vách bằng vàng diêm phù đàn, bốn mặt thồng những chuỗi ngọc, thềm bực lan can trang nghiêm giáp vòng. Trong lô cát có tòa Như Ý Bủ Liên Hoa nghiêm sức với những châu báu, bủ lan bủ y xen lẫn, bủ trướng bủ võng che phía trên, những phan lụa báu thồng rủ bốn phía,
gió nhẹ thổi lay phóng ánh sáng phát âm gian. Trong tràng bửu hoa tuôn những hoa đẹp, trong lục lạc báu phát âm thanh tốt, trong cửa báu thồng những chuỗi ngọc, trong thân mani chảy nước thơm, trong miệng tượng bửu xuất hiện lưới liên hoa, trong miệng bửu sư tử thổ mây diệu hương, bửu luân phạm hình phát tiếng vui dạ, linh kim cang bửu phát tiếng bồ tát đại nguyện, trong tràng bửu nguyệt xuất hiện hình phật hóa, tịnh tạng bửu dương hiện tam thế phật thứ đệ thọ sanh, nhật tạng mani phóng đại quang minh chiếu khắp tất cả quốc độ mười phương, mani bửu dương phóng quang minh viên mãn của tất cả chư Phật.